còn đây là thần vũ trụ nha các bạn và chú khỉ. Các bạn nhìn xem hàng rất là đẹp, còn rất là chắc nha. Chất đây là chất lượng á nha, rất là chất lượng. Brand Bond Super Molly Saw
theo tới là quy lão ha. À, các bạn nhìn cái bộ râu, làm cái bộ râu rất là đẹp. À, sản phẩm này rất nhỏ thôi nha các bạn, không có cả nó to lắm. Đây là thằng vũ trụ nha các bạn, và chú khỉ. Các bạn nhìn xem, hàng rất là đẹp và còn rất là chắc nữa. Chất đây là chất lượng đó, nha, rất là chất lượng. Yes. Mình sẽ để những mấy cái nhân vật trước ha.
video tới đây là kết thúc ha. Nếu các bạn thấy có điều nào mà nói sai và gì đó thì các bạn comment đi dưới. Đừng quên like, subscribe, share video ha. Để sẽ có những video nhiều hơn và những đồ hiếm có hơn sẽ được quay lên video với anh trên đây ha. Còn tạm biệt, hẹn gặp lại, chào các bạn ở video sau.